Câu hỏi của Buka. Nam tiếp viên hàng không của hãng Edovor Air Mỹ đã làm gì để giúp một nữ hành khách sợ độ cao? Cái này là chuyên môn của chị. Tại vì chị đã từng có ước mơ làm tiếp viên hàng không. Nhưng mà xui cho em là chị thi rớt. Nên bây giờ thì chị sẽ lấy cái kinh nghiệm sống của chị ra để mà trả lời câu hỏi này. Anh là nữ hành khách bị yếu đuối sợ độ cao nha. Okay. Em sẽ làm tiếp viên. I have you. Help me. Bị cái gì? Bị cái bình. Pep. Có biết nói không? Không biết tiếng Anh. Tôi là người Việt. Ủa, tôi đang hỏi tiếng Việt thì nói tiếng Việt đi. Tôi đang bị sợ độ cao. Sợ độ cao hả? Rồi, chị cứ yên tâm, chị cứ ngồi đây đi. Tôi sẽ nói với phi công, hạ cánh xuống liền, rồi cho chị đi xe đò. Trời ơi, là không cho chị bay, cắm bay chị luôn. Máy bay có cửa em xuống, nó xuống luôn được. Còn tiếp viên xuống luôn đi chứ hả, nó xử lý chán trường. Tại vì thật ra là anh Lâm em mới làm vậy thôi. Chứ thật ra nếu mà một người nữ hành khách xinh đẹp đúng không, em sẽ đối xử khác. Đó, đúng rồi. Em là anh tiếp viên thanh lịch. Em sẽ lại trấn an cô ấy, bằng cách là nắm đôi tay cô ấy, nhìn vào đôi mắt cô ấy bằng một cách trìu mến. Vậy là hết chưa chị? Đừng lo sợ nữa. Dạ. Không sao đâu. Wow. Bu ơi, hồi xưa mình cũng xử lý vậy mà rớt tiếp viên đó Bu ơi. Thấy sợ hơn. Đừng có xử lý nữa, bớt lại đi Bu ơi. Không, là đáp án của em là lại nhìn cô ấy một cách rất là trìu mến và trấn an cô ấy. Xong cô ấy hết sợ. Anh ấy được mọi người vỗ tay khen thưởng trên máy bay. Nhảm nhí không? Một cái tình huống xử lý nhảm nhí. Nhảm nhí. Nếu mà như vậy thì cái anh nam tiếp viên hàng không này phải có nhan sắc nha. Đúng. Chứ mà như Lâm thì người ta sẽ sợ hơn. Em bình tĩnh ơi. Anh ơi, nhìn chịu mến chứ phải nhìn thò lỗ vô người ta. Em ơi không sao, đã có anh bên cạnh rồi. Chịu mến chứ không phải hò cái gì có mắt như hòn bi ve hả em? Như con bi ve đó. Em ơi, bình tĩnh, có anh đây. Em ơi, cứu tôi trời ơi, chết tôi trời. Em ơi. Sợ hả em? Nắm tay nhìn cô ấy chịu mến và trấn an cô ấy. Sao, Đàn Long Vinh? Em nghĩ là đáp án nó sẽ không đơn thuần như vậy. Thì em không tin chị Buka. Không tin chị Buka. Đúng rồi. Em không tin chị Buka. Và lựa chọn của Đàn Long Vinh không chính xác à? Không chính xác à? Chị đã kêu là tin chị. Trên đời này có những điều rất là đơn giản luôn. Đáp án là nắm tay nhìn âu yếm và động viên. Cô gái hành khách mắc chứng sợ độ cao và không thể giữ bình tĩnh từ khi máy bay bắt đầu cất cánh. Mỗi khi có âm thanh lạ hay sự rung lắc trên cao, nam tiếp viên hàng không lại nắm chặt tay nhìn âu yếm và bình tĩnh giải thích, trấn an hành khách của mình. Đó là một câu chuyện đã có trên báo chí rồi. Dạ, yeah, ok. Không, nhưng mà năng lượng vũ trụ của em đã đem về một dấu ý cho phòng mình. Chiến thắng đã ngã ngủ, năng lượng mặt trời em như thế. Ủa, năng lượng vũ trụ sao rồi Đạt? Dạ, em cảm giác là mình rút ra được một cái bài học to lớn xương máu. Thật là sai lầm khi mình lại không tin tưởng những người phụ nữ xinh đẹp và thật lòng. Đó là một cái kinh nghiệm xương máu rồi. Em nói câu đó là em thắng trong lòng chị rồi đó. Sẵn đây có em đây, chị xin phép em, chị sẽ cover lại cái bài mới của em. Chị muốn làm gì cũng được hết. Trời ơi chị, dữ vậy. Đừng làm trên sóng truyền hình. Nói chị vậy đó. Chị về nhà chỉ làm một mình đi. Hy vọng ở vòng sau thì em sẽ tin tưởng hết tất cả những người phụ nữ đẹp ở đây. Dạ. Trừ cô bé người Nhật Bản. Đạt ơi, ta nát lòng. Bây giờ là em hát thử một đoạn mấy anh chị nghe xem như nào nha. Ok cưng. Phù kiêu sa nụ hoa chớm nở ngọc ngà như tiên dáng trần lụa là môi son nét hồng điệu đà. Ta si mê chìm trong khúc nhạc nào nề nên quên mất ngày trở về cho ta mang nỗi ê chề. Đặc biệt rồi. Phù kiêu xa tự nhiên giấc ngọc bình. Hòa bên sông. Ủa, thấy mình thấy là chị là hay quá. Dòng tích tắc như vậy. Hay quá, tuyệt vời, Đạt ơi. Rất dễ thương. Rồi, Đạt ơi, chị đặt cái bài đó cho người yêu chị hát nha Đạt. Dạ, ok. Bu kiêu sa gì đó nha, bu đẹp kiêu sa như nàng tiên nhắn trời. Bài đó em sẽ để tựa đề của nó là si mê nha chị nha. Cảm ơn Lâm, cảm ơn em. Dạ. Hay quá trời. Sao?
Dạ. Anh Đạt Vinh Long. Em đã có phát đồ của em rồi. Phát đồ. Sao nghe như trị bệnh vậy? Chiến thuật mới không cần vũ trụ nữa đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay là chơi phát đồ. Mình nên chọn phát la chứ hả? Theo phát đồ của em sẽ chọn anh Vinh Tuấn Kiệt. Vinh Tuấn Kiệt, phát đồ này là chiến thuật phát đồ gì ạ? Có tên gọi không ạ? Phát đồ này là phát đồ đẹp trai và lãng tử thôi anh. Đẹp trai và lãng tử thôi anh. Phát đồ. Dạ đúng rồi. Câu hỏi của Vinh Tuấn Kiệt như sau: chiếc thẻ trắng đầu tiên trong lịch sử bóng đá thế giới đã xuất hiện trong trận đấu giữa đội nữ Benfica và Sporting Lisbon ở tứ kết cúp quốc gia Bồ Đào Nha. Tấm thẻ trắng này có ý nghĩa gì? Em cũng cái trận đấu này em có coi qua rồi, nhưng mà có em nhờ anh Lâm diễn tiểu phẩm cái được không ạ? Đúng, tôi là biết cái trận đấu này. Em nhờ Khánh Vân với lại cụ ca diễn đồ mà. Thì Jin đã có xem qua trận bóng đá, trận đấu này. Thì cái tình huống như sau: cầu thủ này cầu nữ, hai cầu thủ nữ ra sân ạ. Rồi hai cầu thủ nữ ra sân ạ. Đi chấm cái giò lại, đi chấm cái giò lại. Dạ. Nữ Phá Nam Mộ và anh Lê Dùng Bảo Lâm là Trái Banh ạ. Anh chưa có nghe rõ, người ta chưa có phân xong. Đúng rồi, Khánh Vân qua đây. Khánh Vân lên đá, Khánh Vân lên đá. Anh Lâm là Trái Banh. Anh Lâm là Trái Banh. Rồi. Vậy là hôm nay em được đá anh Lâm rồi. Lúc trận đấu đang diễn ra, ơi, dạ dạ chị nói đi. Gia đình ơi, ví dụ mình kêu tao ra Minh Quả thì mình cũng tán kêu ta nha. Đứng đây ba người nói chuyện, ba đứa này đá như là cái gì vậy? Bà muốn chết luôn, không ai tương tác hết đó. Thôi ra đây. Em giỡn thôi. Kể câu chuyện em, ở đây em nói nghiêm túc nè. Câu chuyện đó, cái trong cái trận đấu đó nội dung như sau. Không, anh được làm Trái Banh nữa, anh nghiêm túc nè. Là lúc đó là cái cầu thủ nữ là anh là ngồi băng ghế dự bị ha. Đang ngồi thấy là bị thương. Thế là hai nhân viên y tế của hai đội vô chăm sóc cái người bị thương đó. Bị thương ở đâu? Bị thương ở trên mặt. Trên mặt, đúng. Rồi, chăm sóc. Rồi, vô chăm sóc. Và thế là trọng tài. Trọng tài đứng từ xa. Trọng tài thấy cái cảnh tượng này rất là xúc động. Và cảm thấy là cái tinh thần này rất là đẹp, rất là fair play. Thế là trọng tài đưa ra một cái thẻ trắng. Để làm gì? Và thẻ trắng đó là sau này là ý nghĩa là tượng trưng cho tinh thần fair play trong thể thao. Tôi tưởng là Lê Dương Bảo Lâm lại đóng vai cái thẻ trắng chứ. Tính ra là nó mới hợp lý. Khoan nha, em thấy nãy giờ anh Lâm chưa được đóng con người luôn á. Đúng rồi. Ôi, mà sao cái lầu 2 của mình là nhân đạo á, cứ diễn tiểu phẩm giùm hoài hả? Rồi, cảm ơn lầu 2 rất là nhiều ạ. Thật là chán cười. Hay lắm. Trời ơi, mấy người ngồi có trên đây dồn xuống thấy tiểu phẩm hấp dẫn. Thôi đó. Phán độ cánh dưới sao à? Định mệnh. Định mệnh em phải về với chị. Định mệnh là có là mình đi theo phát đồ nữa không à? Dạ không ạ. Không đi theo phát đồ. Vẫn quay về với định mệnh của mình đó là chị Puka. Dạ đúng rồi, em chọn chị Puka. Đi đâu vòng vòng? Vĩnh Long gặp Đồng Tháp. Vĩnh Long gặp Đồng Tháp. Lâu này phải tin chị nha chưa? Dạ. Còn nếu mà chị nói tin chị là không tin nha. Dạ, còn chị nói tin chị là phải em tin. Em ơi anh đẩy em xuống chung cư nha. Ôi sao ơi, là hết trời. Chơi mà cứ hát xi nhanh hoài sao được. Vậy. Dạ rồi anh hỏi đi ạ. Loài kiến thường có xu hướng tấn công, xâm chiếm những tổ kiến khác với mục đích chính là gì? Loài kiến. Em á thì em không biết loài kiến khi mà tấn công người khác với mục đích gì, nhưng em biết mỗi lần mà em tấn công anh Lâm là để xả stress. Em đánh anh Lâm là em cảm thấy cuộc đời em thoải mái, khỏe khoắn lên. Anh chị làm vậy là anh Lâm như cái bao cát của chị vậy chị Vu. Đánh em đánh đi, anh show em xuống chung cư. Em nghĩ là sẽ bắt kiến khi mà xâm nhập vào tổ người ta là để bắt kiến con đem về nhà mình và bắt nó làm nô lệ cho mình. Nó phục vụ mình, nó lao nhà quét nhà rửa chén giặt đồ cho mình. Bu, em tả con kiến giống con vợ quá vậy. Lao nhà quét nhà giặt đồ nấu cơm. Mà em nhớ là em có đọc ở đâu đó là kiến là động vật có khả năng bắt tù binh về á. Đúng rồi, bắt về làm nô lệ những con kiến. Em sao à? Em sẽ chọn là em sẽ tin chị Buka. Tin chị Buka. Tại sao? Vì em đã vô cùng lỗi lầm ở vòng 1 rồi. Là quyết định là phải tin những người phụ nữ đẹp. Dạ. Đúng sai đều tin luôn. Hồi nãy là em sai lầm nhất là khi mà không tin những người phụ nữ đẹp. Bây giờ em đã có kinh nghiệm rồi thì em. Dạ đúng rồi. Tin những người phụ nữ đẹp. Dạ. Okay. Dạ. Và sự lựa chọn của Đạt Long Vinh là tin tưởng Buka. Và đó là một sự lựa chọn chính xác à? Yeah.
về làm nô lệ. Kiến có xu hướng nô dịch các con kiến khác. Nhiều loài kiến bắt những con kiến khác loài về và bắt chúng làm những công việc của mình. Tuy nhiên cũng có một số loài kiến mật bắt cả các con kiến cùng loài về làm tổ của mình và bắt chúng làm nô dịch. Trời ghê à. Và với phần kinh nghiệm sau thất bại, em đã tin tưởng Buka đã đem về cho mình một giỏ. Hay quá.